Nếu như trước đây, nhắc đến quán cà phê, mọi người chỉ nghĩ đến không gian hội ngộ bạn bè hoặc điểm hẹn dành cho những bạn trẻ chụp hình sống ảo, thì giờ đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những bạn trẻ học tập và làm việc tại đây. Dành 3 đến 4 tiếng ngồi quán cà phê và học tập, bạn Phương Anh, sinh viên Học viện Tài chính cho biết, không gian tại quán cà phê mang lại sự thoải mái, giúp Phương Anh làm việc hiệu quả hơn. Tại vì mình ngồi khá là lâu ấy, thường là mình sẽ ngồi từ 3 đến 4 tiếng. Mình thấy mình ngồi học cùng với một cốc nước ấy, thì mình sẽ kiểu gọi là nó thoải mái hơn. Còn hầu như các thư viện đều không được mang nước vào. Còn học ở nhà thì kiểu không gian ở nhà nó khá là, nó hơi yên tĩnh một tí. Nên là nhiều lúc mình cảm thấy buồn ngủ, với cả đi ra cà phê thì kiểu mình thấy mọi người làm việc ấy, thì mình sẽ có năng lượng để là làm việc hơn. Mình sẽ ưa những cái quán cà phê mà có phong cách hiện đại một chút, có bàn rộng và ghế thì nó sẽ cao hơn, thì khiến mình ngồi làm việc lâu cũng sẽ không bị mỏi chân hay mỏi lưng ấy. Một buổi cà phê của mình thì cũng chiếm khoảng tầm 2 đến 3 tiếng, có những hôm thì lâu hơn, mình có thể là 4 đến 5 tiếng. Thay vì là làm việc ở nhà hay là ở thư viện thì mình thấy đi cà phê thì nó có không gian thoải mái, rộng rãi cho mình hơn. Hơn nữa là cũng tạo cảm hứng cho mình nhiều hơn. Với tính chất công việc phải tiếp đối tác thường xuyên, anh Huỳnh Quang Duy thường lựa chọn những quán cà phê không quá đông khách để dễ dàng tập trung vào công việc. Công việc của mình thì chủ yếu là kiểu như đối với độc lập ấy, thì mình thường thường một tuần mình dành tầm cỡ 3 đến 4 ngày quán cà phê để mình làm việc. Tiêu chí đầu tiên của mình chắc chắn nó phải ngon rồi. Đấy, thứ hai là nó sẽ phù hợp với cái giá tiền của mình. Cái thứ ba là nó sẽ đảm bảo cho mình ở đầy đủ như là công năng cũng như wifi hay là điện các kiểu để mình tập trung vào công việc. Tuy nhiên, không phải lúc nào quán cà phê cũng đầy đủ những tiện nghi, yên tĩnh để các bạn trẻ học tập và làm việc. Do đó, chị Nguyễn Thanh Huyền thường mang theo tai nghe nhằm tránh sao nhãng và tập trung vào công việc. Khi làm việc ở quán cà phê thì mình cảm thấy thoải mái và thư giãn hơn, là bớt căng thẳng hơn so với việc là làm việc ở cơ quan hay là ở nhà. Thật ra thì mình rất là hay bật những cái nhạc lo-fi ở trên YouTube, thì mình sẽ vừa nghe vừa làm việc, thì khi đấy cái nhạc này nó sẽ giúp mình tập trung và mình sẽ không nghe những cái tiếng ồn xung quanh nữa. Có thể thấy, việc nhiều bạn trẻ ngồi nhiều giờ ở những địa điểm đa di năng như quán cà phê cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, mọi người nên cân nhắc về khoản phí khi ngồi quán cà phê và lựa chọn địa điểm ra sao để phù hợp với việc học và làm.